Hương Giang thật sự là một cô nàng số hưởng của Vbiz, khi những người đàn ông đi qua đời cô đều là thực phẩm khiến mọi người phải ghen tị. Là mỹ nhân xinh đẹp và nổi tiếng nhất nhì Vbiz hiện nay, thế nên không lạ khi Hương Giang được rất nhiều quý ông theo đuổi. Tuy vậy, cô lại tự nhận mình có đường tình duyên không mấy suôn sẻ, dù rất thành công trong sự nghiệp. Đường tình duyên không may mắn, nhưng có thể nói Hương Giang là một người phụ nữ may mắn khi các chàng trai đi qua đời cô đều là những cực phẩm với ngoại hình và sự nghiệp vô cùng ấn tượng. Nếu bây giờ ba mẹ Hương Giang mở cuộc thi kén rể như ngày xưa, hẳn sẽ có hàng ngàn các quý ông đại chiến vì nàng hậu quyến rũ này. Chàng Việt Kiều Chris Lai chính là mối tình được chú ý nhất của Hương Giang sau khi cô chuyển giới thành nữ. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm khi gặp gỡ và cùng nhau thi đấu ở cuộc đua kỳ thú mùa thứ 3. Dù được khán giả ủng hộ nhiệt tình, nhưng chuyện tình cảm của hai lại chấm dứt sau 2 năm hẹn hò. Hậu chia tay, Hương Giang và Chris Lai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và thỉnh thoảng có gặp lại nhau. Trước đó vào năm 2012, đã có những nghi vấn tình cảm giữa Hương Giang và Phạm Hồng Phước khi cả hai cùng tham gia chương trình Việt Nam Idol. Tin đồn được bắt đầu khi cả hai trao cho nhau những cử chỉ vượt mức tình bạn ở trong hậu trường. Một khoảng thời gian lâu sau, Phạm Hồng Phước mới thú nhận là anh và Hương Giang đã từng có thời gian 2 năm hẹn hò với nhau. Nam diễn viên trẻ Khánh Ngô cũng từng khiến khán giả và cả Hương Giang bất ngờ khi công khai bày tỏ tình cảm với cô trong một tập đặc biệt của Người ấy là ai, khi Hương Giang trở thành nữ chính. Dù bày tỏ tình cảm rất chân thành, nhưng Khánh Ngô vẫn phải nhận cái lắc đầu từ người đẹp chuyển giới. Sau đó, mối quan hệ của cả hai cũng chỉ dừng ở mức bạn bè và không thể tiến xa hơn. Xuất hiện trong tập cuối của Người ấy là ai mùa 3, doanh nhân người Singapore Mạc Liêu là chàng trai mới nhất dính nghi vấn hẹn hò với Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Cư dân mạng đã tìm ra nhiều bằng chứng cho thấy khả năng cả hai đang hẹn hò cũng như đi ăn tại một địa điểm và chụp hình cho nhau. Trước nghi vấn này, Hương Giang im lặng, còn Mạc Liêu lại vội vã khóa trang cá nhân, càng khiến cho người hâm mộ tin rằng chuyện cả hai đang hẹn hò là sự thật. Bạn nghĩ sao về những người đàn ông đã đi qua cuộc đời của Hương Giang? Với Mạc Liêu, liệu bạn có nghĩ là giữa họ đang có điều gì chưa công bố với khán giả đại chúng không? Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn bằng cách bình luận ở ngay phía dưới nhé! Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé!